cara depois joga na minha cara e faz pop, 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 pop. Đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dặn nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đôi tay cầm tay trên lối về. Nếu có một ngày góc phố nhỏ vang tiếng cười, nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi, mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người, có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi. Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai, mặc kệ sẽ đúng hay sai, anh vẫn chẳng muốn quay lại. Một khi ta ở bên nhau, xin chờ là. Trời ơi má ơi, sao mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi sao mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi. Ê có nè, có nè, quay ở sau nè, coi nè. On the mix. Chỉ là nỗi nhớ mãi sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng nhớ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa buông ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim. Thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy máu chảy máu chảy về tim. Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi tới trước công trời miền anh nhà khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong địa ngục trần gian. Anh không thể ở từ chối xa. Nghe nói con gái mặc thế này sẽ không có người yêu. Bé tên gì vậy bé? Ăn gì mà dễ thương vậy? Chiên chả. Chiên chả cũng vào đây. Hướng hạ Tây Đông. Tây Đông cũng vào đây. Mày bốc cái mỏ tao mày bỏ ở đâu vậy? Cái mỏ cũng vào đây. Trời ơi trời. Thế vậy từ sao mày bốc cái mỏ tao mày bỏ vô đó? Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ chỉ cái cách kẹp tóc nha avatar của mình. Đầu tiên các bạn cần có cây kẹp khui như thế này hoặc dài hơn. Bạn để tóc ra ngoài sau và các bạn cuộn nó lại. Nếu như tóc ai ngắn chỉ cần quặp lên 2 lần, tóc mình hơi dài nên quặp 3 lần nha. Lấy các bạn cặp cây kẹp thì là chắc vô. Là xong, một cái kiểu tóc rất là đơn giản và chanh xả cực kỳ luôn. Các bạn kéo tóc hai bên cho phồng ra, chỉnh lại tóc mái là xinh xẻo rồi. Là một cái tóc rất là chanh xả luôn. Mình miết thêm một cái túi xách và một cái mắt kính. Là xong, một outfit đi trà sữa chụp hình là lăn xả luôn á.
và mình sẽ để luôn cái info mắt kính và phụ kiện của mình rất là rẻ, rẻ mà mình sốc luôn, tại khi trước mình mua chiếc Inta thôi đã rất là mắc rồi đó. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha, văn vẽ mình có hơi lủng củng các bạn bỏ qua. Mời quý vị và các bạn tham khảo cách chọn lợn giống tốt để nuôi. Trong chăn nuôi lợn, giống là tiền đề, thức ăn là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Do đó, chọn được lợn giống. Trời cao, dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là one two three, cưng khoái cứ kimochi, dù có to có bé, thân hình nhỏ nhẹ như em loli, quẩy trên beat của Vina House. Go, daddy, go. We back again at home.
go, daddy go. Now pass it to my bro, let's go. Yee, 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 yee.